ốc à. Anh có hay đi bắt không anh? Có lâu đi bắt lần. À. Rảnh không làm thì cũng máu cánh thì rộng như vậy anh. Về nhậu được hả? Nhậu ngon lắm mà. Đó con chân anh kìa. Cái này nó theo con nước nó lên đây hả anh? Ừ, nước lớn nó lên nè, cái nước nó rộng nó dính lại á. Lớn lên nó rộng dính lại. Nó bị dính lại nó không xuống được nước ta. Tại vì con này đâu bò như mấy con ốc kia. À. Nó lên nó nằm luôn. Vậy có khi mò được cái hả? Ừ. Rộng ra bãi xa rồi làm gì. Ở sát mé kia anh bắt chưa? Đây này anh này, dưới này. Dưới này tại có giữa cây á. Đây này con này. Đúng. Đây nữa nè. Sẽ chết nó đưa này còn giống. À nó lẫn trong đó nữa hả? Còn con ngay mũi giày anh nhá. À mũi dép anh nhá. Rồi không. Cho em xem tí nào. Ừ. Ok ok. Cái người chết. Ui, cái này mình chấm mắm gừng vậy xuống. Thì nó người chậu mà nó bán hết á. Con này này anh nè. Chậu nó đầy cho nó. Nước nó đẩy lên đó hả? Ừ, nước đẩy lên rồi nó gồng cái nó dính lại. Có khúc này có không? Mấy khúc kia không có. Vậy hả? Khúc này tại tôi có mấy con này giữ cây nè. À nó đến ăn cái này nè ha. Ừ, lên ăn. Lâu lâu ra bắt bữa hả anh? Nó là ngày không có, nên là lâu lâu mình mới bắt lần. À. Nó nằm dưới nước rồi mình thấy. Nó bé, nó bé, gầy cái thẳng. Đây này có con này anh này. Con này với con kia kìa. Con nó cũng chết luôn. Cho em xem trong túi đi. Con này. Ốc này gọi là ốc gì anh? Đây là ốc đắng này về ngâm cho nhà bùn ra rồi chúng ta sẽ luộc, sau đó chúng ta làm mắm gừng chấm và mắm gừng hoặc là chấm cơm mẻ cũng được. À cơm mẻ và chúng ta cơm mẻ, sẽ cơm mẻ ngon hơn. Ừ. Chúng ta sẽ được một bữa nhậu rất là ngon. Đó. Đó ở chỗ này thì là do có cái này là cái gì anh nhỉ? Đây ba cái xác cây. Ba cái xác cây á nên là ốc ở trên sông Sài Gòn nó tập trung về đây để nó ăn cái xác cây này nó sống. Ngày nào ở chỗ này cũng có ốc cả. Đấy, nghỉ đã không các bạn? Đây này, này đây có hai con này. Hay à. Tuần trước lượm được đâu cũng mấy ký vậy. Kìa có con kìa. Con này bự. Có con to đó. Chết rồi. Con này chết anh vứt xuống luôn xong á. con này đó. Anh thấy không? Đó tay anh đó. Rồi con kia đó kìa. Xong. Chết. Xong.
nắng quá cái. Wow, kia anh nhiều, 3-4 con luôn. Nắng quá cái nó nóng cái nó chết đấy. Wow. Nhiều lắm. Trúng. Khổ luôn. Bên anh đây. Vậy cho bay anh luôn. Hồi về là bao người nhậu mệt quá. Con nè. Đấy này nè. Nè nó tước thì nó còn sống. Này nó sống dài lắm. Ui trên này này anh này. Mỏng trong đất này. Sống. Wow. Đá quá. Ố luôn. Ở trong cái này có mấy con luôn anh này. Đó đây anh đừng vứt cái đó đi, cái đó quá trời luôn đấy. Anh vừa lôi lên cái trên này anh kìa. Đó anh nhìn thấy không? Nằm luôn ngay trên đó. Đây này anh này. Đây nữa này. Này về mình lụm gì thì mình đâu biết con nào chết, không gì cái gì mình ngâm vô nước á. Cái nó nổi lên à. Nó nổi lên là biết con nó chết rồi. Nhiều khi có con còn cái mài gì mới chết à. À. Con nào nó ấy là nó nhẹ là nó nổi lên hết. Sao anh phát hiện ra được hay vậy ta? Có lần con hổm này câu cá cho này nè. Nó thấy. Thấy lụm vài con thấy lụm nhiều quá. Ui sợ nó bán ký gầy hay 20.000 á. Các bạn nha, đây là cầu sắt Phú Long. Đó, trên dưới chân cầu có một cái bãi nó nhiều cái vỏ cây á. Do cái cơ sở bán cây họ vứt xuống như đây, và nơi đây thì ốc nó đến đây để nó ăn cái vỏ cây này, nó sống và nó tập trung ở đây rất là nhiều. Thi thoảng thì người dân ra đây bắt về nhậu. Đó. Đây này, được ký rồi này các bạn này. Anh người ở đâu anh? Kiên Giang. Kiên Giang à? Cực người miền Tây mới biết mấy cái này chứ nhỉ? Đó, đã có hai con anh. Con đây này. Con đây này. Người Kiên Giang ở Bình Thuận. À. Giá Kiên Giang. Chỉ có người miền dưới mới biết cái này chứ mình mới ấy nhỉ? Chứ này họ không để ý ra được đâu. Họ đâu có để ý ra được. Bạn có thể bỏ bỏ họ. Họ đi bỏ như vậy đó. Tại vì mình... Anh làm nghề gì chứ này anh?
À. Nay nghỉ hả? Ui đây có mấy con luôn anh này, ba con này. Này đấy có ba con luôn nữa này anh này. Bốn con. Bốn năm con luôn. Đó. 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 Hồi nhỏ em quê hay đi bắt ốc đó. Đi bắt ở ngoài đồng ruộng lúa. Đồng ruộng lúa ba cái ốc có bùi vàng. À. Ở với anh ấy thì có ốc gạo. À, ốc gạo hả? Ốc gạo nó bự như con này mà đó, cái mình nó trắng. Ăn nó không có đắng, con này ăn cái hậu nhẵn. Nó nhăn nhẵn, miếng ngon á. Thì con này ăn hậu nhẵn nè. Đó con này ăn nha. Còn con ốc gạo thì ăn nó không có nhăn nhẵn. Ốc gạo bán 10 ngàn ký à.